Clinic and Luxury Spa xin kính chào quý khách. Kính thưa quý khách, trong chuyến công tác vừa qua tại Hàn Quốc, Giám đốc Amada Clinic của chúng tôi đã ký kết hợp tác với Bệnh viện Gangnam. Và ngày hôm nay tại địa chỉ 38 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thì bác sĩ Choi đến từ Hàn Quốc sẽ trực tiếp tư vấn và làm đẹp cho tất cả các quý chị em phụ nữ. Được các chị em phụ nữ tại Việt Nam vô cùng ưa chuộng với ưu điểm là không đau, không sưng, không chảy máu và đặc biệt là phục hồi vô cùng nhanh chóng. Và ngay sau đây thì Lâm Nhi xin phép được mời tất cả các quý vị hãy cùng theo chân Lâm Nhi để cùng tham quan phòng khám của bác sĩ Choi tại Spa Amada số 38 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Xin kính mời quý vị.